rồi. Bông sâu hoài cái bông coi như tiền cá 100.000 đặt khi nào có đó, đó rồi khi nào có đó rồi chưa. Qua đường bên này quay tiếp cho mình rồi mong ra. Bà bạn của mẹ về luôn rồi. Cái này chưa về chợ quê đâu. Tắt đi bình luôn. Chợ bên này còn nhiều hơn bên kia nữa. Đây có kênh YouTube đâu kịp rồi. 100 rồi. Giờ chạy về đi xuồng về tới đây không có cái nào nhỏ nhỏ mua chứ được. Trùng cặp là rẻ thúi gì nữa. Lát quay hết đường này xong quay lại đó coi có phải ông 50.000 cặp mua cặp mang về đó. Mình mất cái cây thấy bực bội. Mấy cái mai
ngàn dầu. Cái đó là phải không sầu. Cách để bị chửi mùng 1 Tết là gì? Mua bông hoa giấy. Chửi nguyên năm luôn. Rồi bên này còn nhiều vậy. Trên đây nó có cái chợ bán đồ ăn Tết nha. Này còn nhiều dưới ta, dưới kia lắc bác coi cho này quá trời luôn. Mâm xôi kìa. Nhỏ rồi bà rồng. Cái đó là bông bông sai hết luôn. Mắt cũng vừa. Rồi đây bên này còn quá trời bông sai luôn nè. Còn quá trời. Rồi hết. Rồi lại.